chợ này chạy dạt hết ra đây rồi, các bác đi ra mà không tìm không biết đâu. Đây này, chị ngày xưa là chỗ kia kìa, giờ bán đảo rồi, đuổi hết ra chỗ này. Bao nhiêu đây ông? Đang cầm túi à? Đấy, hai cái đẹp ấy. Thì ông làm giá với nhau đi. Đấy, trả 217, một cây 15 mình chưa bán được rồi, 117. Xem nào. Xem nào, để hóa giá nào. Đây này, triệu 2 cây, chưa thành công. Lão à, lão à. Một quê, một nhà quê, cũng bật vào sông quê. Đây, quê đây. Đây là con lão. Lão. Xem nào. Giá yêu thương cả hai là bao nhiêu đây? Đó đẹp rồi. Nó bảo tôi thì nó không có cây mà cây đẹp thì không, mà cái đẹp không được rồi. Không được chứ. Em nó không được. Giá nó thế nào thôi. Mua thì mua được. Không kiểu nào thì nhiều cây đẹp nhưng giá nó thế nào. Em nói anh tất nhiên, em đã chơi cây chứ không phải là em chỉ mua cây hoàn thiện thôi. Em đi chơi. Chơi chứ không phải là mua về để mà làm. Thấy không? Đấy, hai quan điểm khác nhau. Việc của cây này mới lên còn hai tay bông lá là ổn không? Cái này đẹp rồi. Cái này cốt thì đấy, thì thôi mà không là điền, nó chỉ điền lá bé. Đang chờ mầm bình ngó. Bé là to. Bé hay to mà. 100 là nó vẫn đạt được hết để đặt quê. Không phải là cũng phải nói hạng tôi, nó nhỏ đâu. Đấy, anh cho ăn nhiều nhé. Kể cả cây này, xanh bốc này. Chúng ta đang làm giá, mình không tiện thò vào. Đây có mang cây gì đi không anh? Ăn của em đấy, kia của mấy cây xinh xinh nhỏ nhỏ thôi. Ngày đu đu bày bất ngờ à? Có ông áo tô lên không? Không, nó chưa nốt được rồi. Giờ nay đi ra đây cứ tưởng không có, hôm nay không có ai đi. Bây giờ bọn nó nào thì cứ nào chứ còn bây chẳng nguyên trên xe này. Cây đang ấy đấy thì bao nhiêu tiền đấy bác? Cây đấy là bao tiền đấy? Cây 10 triệu đấy. 10 triệu. Gốc giả đấy nhỉ. Vừa già dăm này tơ, này, hoa to, đẹp. 10 triệu. Mặt trong thì dày đẹp. Đấy, là giữa rừng đào. Dọc cái đường Tố Hữu và vào đến chợ bây giờ là toàn đào quất và lan thôi. Hàng Tết, những ông bán hàng rong ở chợ này là dẹp hết. Bị đuổi hết, dẹp hết. Đây. Đẹp. Đẹp. Nhiều lắm, có quay đào quay quất thì nó hoa mắt, nó giống nhau mà. Giống nhau. Đằng kia còn có mai ấy. Giờ quay cây tiếp, xem có xong không. Mong muốn bao tiền một cây không? Cho biết à? Đúng ngàn. Bao tiền một cây? Cây này giả 6 triệu rồi không bán. Thế còn cây này? 6 triệu. Thế còn cây này giả bao nhiêu? Ông Ngạn. Cây này giả bao nhiêu? Bỏ vào đúng 20 triệu. Cây này là ông 20 triệu ông mới bán gì? Cây này bao tiền bán? Cây 9 triệu. 6 củ thôi.
ông giả 6 triệu cái này. Đăng ký trước cơ mà. Mua bán. Thằng mua xong là thằng này giả 6 triệu. Giả 6 triệu. Con này có 10 mấy triệu. Con này là sao mà kéo ra phải cả con kia kìa. Con này đúng là phải bán giá phải đúng 8 triệu, con này phải đúng 16 triệu. Rồi, con này 12, 13 triệu bán là 1.000 cây. Bây giờ hết cây đẹp rồi, ông cố mà giữ. Thật đấy. Cũng phải giữ không giá thì bán. Cây đẹp rồi, khó mua lắm. Con này là thuật, được không? Được, cái này được, lá nhỏ lại cái này rồi đẹp. Con lá điền nhưng mà lá săn, lá săn thì mới đẹp. Đúng 20 triệu rồi mà. Nhưng mà em vẫn thấy có một cái điều vào cái chậu nó chưa hợp thì phải. Đúng không? Cái điều chúng vẫn đang nghi là cái chậu chưa hợp rồi. Cái chậu này nó phải treo chiều cái lão này này thì hơi bầu dục tí. Cái chậu này nó không hợp. Con này nghệ thuật đi. Được, cái này được, cái này chơi được. Chơi ngon rồi. Lắp đâu đấy. Làm gì nhé. Ông bây giờ ông vẫn... Ông vẫn... 20. Đi chơi rồi. Giờ đi mua cái cục ra mấy chục rồi. Giờ đi ra chỗ. Cái này cũng được. Mấy lâu ấy, đi ra ngoài đường. Ra ngoài đường mà ven trong phố cổ đang chạy đường cái ấy. Cái quê này thì giá như ấy. Mà cái này này. Tay bên này này nó to này. Nó riêng là đây là đang hai thân này. Giá như mà bên này có một cái nhánh nữa hoặc là ba cái nhánh nó một bên này rồi một cái này thẳng một cái này riêng ở đây thôi thì nó sẽ thành dáng làng thiên nhiên đẹp. Cái này thì nó đang hơi bị khó suy nghĩ ở cái chỗ nó cảm giác nó mất cân đối, nhưng mà tất nhiên cái tuổi nó thì ổn rồi, tuổi tác của các chú rồi. Ok rồi. Đấy, để xem mặt sau này. Đấy, nó nhìn này. Đây thiên nhiên, đây thiên nhiên. Mua được cái mắt ở bên này ra thì hơi khó. Triệu hai cây, một cây đang muốn 20 triệu chưa được. Tiếp nhất rồi đấy. Lắp đặt mặt tường tối hữu rồi các bạn nhé. Bên kia là quất rồi. Một chiếc được quay quất bên kia kìa. Hôm nay có thấy cả đào rừng rồi. Đào rừng nói chung là hôm nay là đủ món rồi. Từ rằm hôm nay rằm từ rằm trở đi là sôi động lắm. Sôi động là tết lắm. Cây cối bonsai là bị mất chơi, ít cũng ít người mua. Được này, Domini này là già hay đấy. Thì nó không nhiều giá trị thôi nhưng mà nó được. Anh em mà chơi thì cây này là ok rồi. Chơi sâu thì có mấy ai chơi sâu được không? Đang làm giá với nhau ở đâu đấy? Đây này. Cây quê thì các bác có đồng ý với tôi không? Nếu như ba thân nó rõ ràng thì ok. Bây giờ đằng này nó là một cây hai thân. Một cây hai thân thì bên này là đang thiếu một tí. Một chút thì phải bẻ nửa ra một chút. Đấy.
ra chút. Tất nhiên là độ tuổi nhất cái này thì ok rồi. Tuổi nhất là ok rồi. Chân cả, chân khốt. Được. Nó không hợp, nó làm mất dáng ở cây. Cây lão và cục xương lớn cái tay nó vùng ở đây. Cái chậu nó hơi bồi dục chút thì được, nó nông hơn. Đấy là quan điểm tôi đứng vậy các bạn. Thôi để sang cái quầy của ông khác xem có gì không.